Đó là sự cộng hưởng của hai thế hệ, quý vị, hai thế hệ đứng cùng trên một sân khấu. Chúng ta cùng chào đón tiếng hát của người đẹp La Kim Quyền và ca sĩ Hoài Sơn, quý vị nha. Và bây giờ dòng loại đặc biệt mệnh giá là 20.000 đồng, chúng ta sẽ được nhận qua đó là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A30. Và đặc biệt hơn, chúng ta sẽ được mua một vé, tặng một vé nha. Và một liên ca khúc La Kim Quyền cùng với Mai Thiên Tai sẽ được gửi đến tất cả quý vị. Liên ca khúc được mang tên Hạnh Phúc Quanh Đây. Mời tất cả quý vị lắng nghe liên ca khúc này. Xin mời quý vị lắng nghe. Và rất mong là quý vị sẽ ủng hộ vé vòng loại đặc biệt cho bốn đoàn chúng em nhé. Bão táp phong ba, biển lớn sóng dài, đường đời còn bao nẻo chông gai. Em bây giờ em biết sao đây? Anh đi theo nếp sống đua đòi, anh nghe theo lời ru khuyên rủ, quên ước hẹn họ chốn đam mê, quên ước thề quên nghĩa phu thê. Mỗi lần nghe con hỏi cha đâu rồi, trả lời sao đây lòng đau xót tim. Cười còn thương ấy làm gì nên tội, anh quên bốn phần bỏ tình thiêng liêng. Tiếng như kêu than nghe sao nức nở, anh ơi anh ơi hãy đánh thức lòng mình. Lỡ một lần đâu dễ lần hai, sao anh còn nhắm mắt buông tay? Ai không mơ mái ấm gia đình, đâu ai đem tình yêu sang sẻ. Sao cứ tìm hạnh phúc xa xôi, đây vẫn còn hạnh phúc anh ơi. Sao anh bỏ ta đi em, nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ta đi em, nào có lỗi lầm gì? Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm, buồn lên mấy nẻo đường tình anh biết không? Dương chợt biến thân tội em nghèo dương gái mộng tươi, mà trèo cao vướng sợi tình rồi nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi. Em mang tội suy mê nên đường yêu lạc lối về,
em mang tội yêu anh nên đời em chẳng còn chi. Nay anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình buồn ơi. Nay anh bỏ ra đi, đèn đêm yêu hắt sầu ngơ ngác buồn. Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Nay anh bỏ ra đi, đèn đêm yêu hắt sầu ngơ ngác buồn. Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào. Xin cảm ơn tất cả quý vị đến với ly ca khúc Hạnh Phúc Quanh Đây và ca khúc Tội Tình.